cổ xưa, hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới chí tôn phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset In-Game, Anti-Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn Westend. S2.vn chính thức Open Beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn bang hội tranh hùng. Chào anh Vũ Đức Thịnh nha, chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo thôi. Bảng quân của bạn là 10 trắng. Bạn chọn 10 trắng. 10, mình là 10 vàng. Ô cân này, cân này em cân chặt. Đó, bên của coi quân cân thật. Đó, mình là Hitman, Hipper, mình là Hipper, bên kia là Egip và Parmian. Bên kia thì tuyển thủ chim sẻ nắng người cầm Egip và Parmian của em thua he. Quân này cân đâu, còn không tì vết anh nữa. Sẽ bài vở bên nào sẽ đột biến hơn. Tôi thứ hai con chém. Cùng thì map quay quân, à, map này là map quay rồi, không phải map random. Là Egypt và Hitty cân nhau. Ở đầu hơi xấu dành cho con Persian nha. Kiểu đầu gần, đá về sớm, gỗ 75 rồi. BB Hitty, hơi xấu chút đi. Rồi, cũng được, kiểu đầu cũng sau quả. Cùng xem bài của Hồng Anh trước. Cân và lại còn đẹp nữa anh em ạ. Đã cân lại còn đẹp. Hai nhà đều có, cả hai bên thì đều có một nhà cung tuyển, một nhà chém tuyển. Trận này tôi xem Hồng Anh ép đời nào. Persian chém tuyển hay ép đời trong tay game thủ Hồng Anh. Hy vọng thì Hồng Anh sẽ có nhiều hiệu vòi. Hiệu đầu 4. Và đầu những cây sau sẽ xấu nha. Đây, tính ra được có hai cây đẹp luôn. Đây là hiệu đầu 4 dành cho Hồng Anh. Đi dò một vòng nào. Chuẩn rồi anh Nguyễn Ngọc Long, lâu lắm thì em mới đụng vào cái lồng quay quân đấy. Lâu lắm mới sờ vào tầm tầm 3 tháng rồi. Tầm 3 tháng mới sờ vào cái lồng quay quân và cũng em cũng vậy mà. Em cũng lâu lắm mới được xem cái kiểu quay quân quay map như này. Giải tới thì cũng đánh quay quân quay map đi em ơi. Giải trước cái đánh online, giải tới đánh quay quân quay map thôi. Đánh off. Tiếp tục cầu vòi thì Hồng Anh đồ ăn đã ổn rồi. Kịp lúc dân vừa ăn hiêu xong. Hồng Anh là một game thủ cầu vòi hiếm khi cầu đôi, mà cầu vòi nãy giờ tôi thấy cũng đang rất chuẩn chỉ. Hay kiểu cẩn trọng lùi dân lại rồi phi hay phết đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là bán quả 6 cây. Không có thêm voi à? Đây đây đây, bầy yêu, bầy yêu này. Bầy yêu ra múc luôn, Bi ăn bãi quả. Không ai ăn bầy yêu. Có thêm bầy yêu này, Hồng Anh sẽ khỏe hơn nhá. Đây Bi này. Bi đang có bãi quả phụ sát mấy bản đồ rồi. Của bài đấu mà Bi bò nhỏ rồi. Không có một thế nhà khùng từ Hiti. Chú Đạt béo thế à? cái bộ quần áo nó hơi bó nhé mọi người. Chết giờ, em không béo đâu. Em S7 bây giờ chắc em nghĩ bây giờ em còn có 65-66 cân thôi. Sút cân rồi. Hôm nay hơi đói ăn nên sút cân. Trước thì 69-70 cân cơ. Bây giờ còn mỗi 65 cân. Kéo chiên ấy, anh em ơi. Đánh 5C anh em nhá. Bị hải quả đấy. Bị ăn bãi quả bên sát mép rồi. Quay trở lại bài Hồng Anh thôi. Hồng Anh sẽ là bài đấu mà kích xong 10 à. Cua 9 đóng lờ xong rồi. Phải là 9-50 tròn dành cho anh thủ Hồng Anh. Ăn bầy yêu này Hồng Anh khỏe lắm nhá. Bên kia thì không biết độ bạn như nào nhỉ. Bây giờ hè cũng lên sớm em nhá. Bây giờ hè cũng lên sớm một trận đấu mà hè cầm con Bamia này. Rồi đang chọc vào vị trí bãi quả quyết định là Hồng Anh ăn bãi quả. Ăn bầy hiêu. Không có bầy hiêu nữa này. Ba đến sớm đấy nhá. Hồng Anh phải khéo đấy. Đúng rồi anh Vũ Duẩn á, hôm nay thì không có. Hôm nay thì em ngồi bên này. Bên này thì em ngồi bên lồng quay, em quay luôn. Em không báo quần cho anh em được, mong anh thông cảm. Thôi về bắt giò của game thủ anh em. Chưa được, chưa có dân để gõ móng. Còn giò công giáp đang chọc khiến cho Hồng Anh cực kỳ thốn. Hè vẫn đang là rất tập trung trong tình huống chọc giò. Hai mốt trên 28. Đau phết nhở. Chọc giò đau thật. Lạc đà đến rồi này. Ô, lạc đà đã đến rồi. Mình 9-50 lạc đà chưa nổ. Đến rồi rất sớm dành cho em tuổi nhà siêu sớm đấy. Đây là Bi. Bi là 28. 28 dành cho em tuổi Bi đây. Bi thì vẫn đang ổn khi mà hè đang trận lực chơi Hồng Anh. Kim sẻ ở 6 giờ. Nhà sẻ đang cơ cấu dần dần khung rồi. Nào. Rồi xô vào giữa ruộng của chim sẻ. Ôi hay Hồng Anh hay. Ôi, đã hơi yếu rồi, cố gắng để làm yếu được chim sẻ nắng bên kia. Sẻ vẫn chưa bánh xe, chắc chắn rồi. Mới chỉ là phút thứ 13 năm x thôi. Bắt đầu tỉa vào những con dân của màu 1. Bi phải cơ cấu tốt nha. Đừng để cho he nó chơi vào. Rồi he nó chơi vào rồi. He nó chơi vào rồi này, Bi phải giữ dân đi. Sẻ chết sâu phết rồi đấy, bay ruộng luôn này. Bãi gỗ Hồng Anh ơi, bò kịp chưa? Đã bò kịp dành cho chim sẻ nắng rồi. Hồng Anh yếu tơn đầu nhưng sau đó Hồng Anh cũng chém tốt thì làm bay cơ sở của game thủ chim sẻ nắng. Bi cố nhá, cố giữ dân nhá. Tại vì vẫn giữ dân được này. Bi đang khỏe hơn sẻ đấy. Hè đang công Bi và báo về thì Hè cũng đang cứu cả chim sẻ nữa. Hè bay thêm đơn gỗ 18 rồi Hồng Anh, ăn thêm bãi quả. Bi cố gắng thở nào. Đây, về bắt, vẫn thở được nhá. Và đang đỡ được dành cho tuổi Bi. Lùi dần lại. Rồi, lùi dần lại. Bó kín lại luôn đi. Bắt nốt lạc đà vào trong nhà. Tám dành cho anh tuổi Bi. Hè thì đang chân lực đẩy quần sang nhà của Bi đây. Bi cũng đã không khỏe nhá, Bi đang bị lọt, chưa bo được. Hồng Anh bảo vệ đang đi được chim sẻ đây. Hồng Anh 19, sẻ là rất yếu nhá, rất yếu đấy. Bi phải giữ quần, giữ tham. Bo được nhà là ngon đấy. Tí nữa đi sang bắn con Persian, bắn con Pavian của Hè chút nữa là được. Trận đấu vào hè là nơi sớm với bản đồ và đang chém rất ra, chém cả 2 nhà luôn rồi. Thêm một vài ruộng.
Rồi chuyển sang thế đánh gom quân dành cho bên thủ Ibi. Hàm này là 15. Bắt đầu ta sang nhà của Ehe rồi. Sau khi chém được sẻ yếu thì Hồng Anh đang bắt đầu ăn được dân của bên thủ Ehe. Không, Ehe đã có quân thủ kìa. Cũng ăn được 5 dân đấy. Bi có đẩy sẻ luôn hay không? Bây giờ thì Ehe không đẩy Bi nữa rồi. Có đẩy thẳng chim sẻ luôn hay không? Họ đang đẩy cho chim sẻ. Có lẽ đi sẻ được nhận đồ của Ehe thôi. Cái sẻ yếu lắm đấy. Quả không. Thôi lưu lưu tí đi. Sẻ còn nhiều cung đồ hơn cả Bi kìa. Lưu lại một chút. Chỉ là 25 thôi. Mà Barbarian của Ehe bơm đồ rất hiệu quả đấy. Hồng Anh 14. Thẳng phết đi nhá. Đã đang lòng quá đông của Barbarian. Có khả năng di chuyển này em biết rồi. Và Barbarian di chuyển nhanh. Tập té rất tốt. Tuần thủ tuần công nhịp nhàng. Nhà Bi phải nổi tham nhỉ. Đến lúc đầu thì chim sẻ yếu hơn Bi đấy. Nhưng bây giờ thì sẻ không yếu hơn Bi đâu. Thì em thấy 10 cái ruộng của Barbarian kia nó nhổ đồ cho sẻ. Thì sẻ nó khỏe lắm. Bò. Chuyển được bò đi. Mười mấy con lạc đà của game của Ehe. Đó mà Ehe gần như đang chém cân đôi. Hồng Anh bây giờ cũng đang rất khó để vào nhà của chim sẻ. Hồng Anh quyết định tạt sang nhà của Ehe. Có quân thủ này. Đó, Ehe mất khoanh ruộng nha. Mất khoanh ruộng rồi đấy. Chết rồi đấy. Thôi Bi bỏ đi Bi ơi. Bỏ đi. Bỏ đi. Không đỡ được Bi bỏ. Chỉ một chút nào. Xẻ đấy luôn này. Thôi chạy không thủ được. Bỏ hết đi. Rất đông lạc đà của game của Ehe. Chạy dần đi. Xích luôn đấy. Ê, nó xích luôn đấy, chạy chủ động chạy luôn đi. Cố gắng gì lạc đà của nguyên thủ của Ehe. Kìa. Đó. 19 dành cho nguyên thủ thì vẫn khề đấy. Harper khả năng cao nữa. Khả năng dồn nam của nó không thể bằng con Barbarian của Ehe được. Ngay trước vài viên ruộng Ehe có thể có hiệu lực nhanh được. Sẻ bây giờ đã phân nhà tỷ số sẽ là 2-2. Chung kết thế này thế thua rồi. Đây là thế thua. Chín dành cho Bi. Kim sẻ đang có lực cung đồ đông hơn so với Bi. Em thấy lúc đầu của chim sẻ bóp thảm lại. Lúc đầu thì Hồng Anh ăn được rất nhiều dần của chim sẻ, bay hết cơ sở. Hồi nãy mà Bi không lọt rồi đây, không lọt chỗ cái giếng này thì đúng là rơi luôn đấy. Rồi, sẽ từ đầu bay hết. Thảm bóp lại luôn. Nhưng mà em thấy với cái lượng ruộng này, tầm gần 10 ruộng của con Barbarian nó nhồi đồ cho chim sẻ. Rồi, bao nhiêu đồ đấy? Bao nhiêu đồ đấy? Hai đều, chung kết C3.